Hôm nay mình sẽ chia sẻ món khoai tây xào tỏi nhé. Món ăn này là một món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon. Ngoài khoai tây đã sơ chế sạch và gọt sạch rồi và rửa sạch như này rồi, thì mình chuẩn bị thêm tỏi này, hành này, băm nhỏ này và thêm ít hành nữa để mình rắc lên trên khi mà xào xong. Cái món ăn này nó rất là ngon và phù hợp với những cái bữa cơm gia đình nhé. Đây hôm nay mình sẽ phi thơm tỏi và hành để mình xào nhé, cho ít dầu ăn hoặc là mỡ lợn vào. Hành tỏi sau khi mà phi thơm lên như này nhé, chúng ta đổ khoai vào. Với xào khoai ấy, thì mình chưa cho gia vị vào vội, để khoai nó mềm đã thì mình mới cho nhé. Vì cho vào sớm nó hay bị sượng khoai. Rồi bây giờ mình cho nửa bát con nước vào. Và các bạn đậy vung lại cho mình nhé. Và để cho cái khoai này khoảng 15 phút cho nó mềm, sau đó mình mới lêm lếm gia vị và xào cho khoai chín. Đây là cách xào khoai vô cùng ngon và đơn giản đấy. Sau khi được 15 phút này nhé, bây giờ mình thử đây, cái mềm này. Bây giờ cho các loại gia vị vào nhé. Hạt lêm này, muối này, đảo đều lên cho nó ngấm nhé. Đậy thêm khoảng 5 phút nữa, rồi sau đó mình cho thêm ít bột ngọt, ít nước mắm nữa cho thơm rồi tắt bếp nhé. Bây chúng ta lêm lại gia vị để cho hành vào là được. Đã ngấm vào rồi. Gia vị khá vừa vặn rồi, mình cho thêm ít bột ngọt cho thơm, ăn cho ngon. Đảo đều lên rồi tắt bếp nhé. Xào kiểu này vô cùng đơn giản nhưng ăn rất là ngon ấy. Mình ăn này hành chín nên mình xào kỹ một chút nhé. Bạn nào mà thích ăn hành sống thì mình thả vào cái tắt bếp ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi.